Xin chào, rất vui vì tôi được gặp lại các bạn trong một video có chủ đề vũ trụ của BFX. Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu một vệ tinh bay quá gần với hành tinh chủ? Lực thủy triều là gì? Hay vì sao mà động cơ của những con tàu vũ trụ có thể hoạt động trong môi trường không có cái gì cả? Chào mừng đến với Vũ trụ 25, giới hạn Rose và định luật 3 Newton. Trong thiên văn học, giới hạn Rose limit hay bán kính Rose radius được định nghĩa là khoảng cách mà trong đó một thiên thể sẽ tan rã dưới tác động của lực thủy triều tidal force gây ra bởi một thiên thể khác. Về cơ bản, giới hạn Rose có thể được hiểu như sau. Thông thường, các thiên thể lớn trong vũ trụ đều có dạng khối cầu hoặc khối gần cầu do vật chất bị vò lại dưới tác động của lực hấp dẫn. Khi một thiên thể, tỉ dụ như một vệ tinh tự nhiên bay quanh một hành tinh chủ, phần vệ tinh hướng về phía hành tinh chủ, tức là ở gần với hành tinh hơn, sẽ luôn bị hút mạnh hơn bởi lực hấp dẫn từ hành tinh chủ so với phần vệ tinh nằm ở đằng xa. Sự chênh lệch về lực hấp dẫn ở hai đằng này về cơ bản sẽ kéo vật chất ở các phần của vệ tinh ra xa khỏi nhau. Và đến một lúc nào đó, khi mà sự chênh lệch này lớn hơn bản thân lực hấp dẫn đang giữ cho vệ tinh gắn kết thành một khối thống nhất, nó có thể sẽ toạc vệ tinh thành vô vàn những mảnh nhỏ hơn. Và cái sự chênh lệch về lực hấp dẫn, hay đúng hơn là cái lực đã xé toạc vệ tinh tự nhiên trong thí nghiệm bên trên, chính là lực thủy triều, tidal force. Sở dĩ người ta gọi nó là lực thủy triều, bởi nó là tác nhân chủ yếu gây ra hiện tượng thủy triều, chính là sự lên xuống theo chu kỳ của mực nước biển. Cụ thể hơn, không chỉ có lực thủy triều gây ra bởi trái đất có khả năng tác động lên vật chất của mặt trăng, lực thủy triều gây ra bởi mặt trăng dẫu nhỏ hơn, thế nhưng vẫn có những tác động đáng kể đến vật chất trên trái đất. Theo đó, lực thủy triều của mặt trăng ảnh hưởng đến toàn bộ trái đất. Nó kéo lớp vỏ của trái đất ra xa tâm hành tinh khoảng vài cm, kéo mực nước biển lên từ 0,6 đến tối đa 16,3 m. Đồng thời có thể kéo bầu khí quyển ra xa hàng km. Quay trở lại với nội dung chính, ta có giới hạn Rose giữa trái đất và mặt trăng rơi vào khoảng 9.492 km. Điều này có nghĩa là nếu chẳng may một ngày nào đó mặt trăng vì một lý do nào đó mà đi qua giới hạn, nó sẽ bị lực thủy triều tạo ra bởi trái đất xé một cách tả tơi, tương tự như cái cách mà người ta xé thịt gà để chấm muối ớt vậy. Vẫn theo đó, phần lớn lượng vật chất cấu thành lên mặt trăng sẽ hình thành nên một chiếc nhẫn hành tinh tuyệt đẹp quanh trái đất trước khi chúng rơi xuống bề mặt và hủy diệt bất kỳ sinh vật nào đang sinh sống bên dưới. Tuy nhiên, bạn sẽ không cần phải quá lo lắng hay là bận tâm về cái viễn cảnh tồi tệ này, bởi trên thực tế, chị Hằng không những không hề tiến lại gần mà còn đang dần rời xa hành tinh của chúng ta với vận tốc khoảng 4 cm mỗi năm. Quay trở lại với giới hạn Rose, trong khi trái đất có thể xé mặt trăng ở khoảng cách hơn 9.000 km, có thể xé một ngôi sao chổi đường kính trung bình ở khoảng cách 17.887 km, thì anh Hoàng, tức ông mặt trời, lại có thể làm điều tương tự với trái đất từ khoảng cách 556.000 km, với Mộc Tinh, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, từ khoảng cách 894.000 km, hay với một ngôi sao chổi đường kính trung bình từ tận 1,2 triệu km. Lưu ý là giới hạn Rose trong những ví dụ bên trên được tính toán cho các vệ tinh sở hữu độ rắn tối đa, tức là được cấu tạo 100% từ các vật chất rắn. Điều này có nghĩa là các vật chất ở dạng khí và lỏng có thể bị hút ra khỏi các vệ tinh từ khoảng cách xa hơn nhiều so với giới hạn Rose dành cho vật chất rắn. Để cho dễ hiểu hơn thì mời bạn quay trở lại với video Vũ trụ 24, siêu động cơ trái đất và sứ mệnh 2.500 năm, mà cụ thể hơn là với bộ phim Lưu lạc địa cầu The Wandering Earth mà VFX từng giới thiệu và phân tích. Theo đó, trong quá trình di cư tới hệ sao mới bằng cách sử dụng những động cơ siêu to khổng lồ, trái đất đã bay quá gần Mộc Tinh, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, và bị lực thủy triều gây ra bởi Mộc Tinh hút dần đi bầu khí quyển khi vẫn còn cách giới hạn Rose được biểu thị bởi vòng tròn màu đỏ, một đoạn khá là xa. Nguyên nhân là bởi vòng tròn màu đỏ cách Mộc Tinh khoảng 73.000 km, như vừa giải thích bên trên, chỉ là giới hạn Rose đối với các lớp đất đá và các phần lõi sở hữu độ rắn lớn của trái đất. Trong khi đó, vòng tròn màu trắng ở bên ngoài cách Mộc Tinh khoảng 209.000 km,
tuy không được chú ý bởi đa phần người xem, lại chính là giới hạn Rose cho phần chất khí, tức không khí trong khí quyển, và chất lỏng, tức các đại dương trên trái đất. Xin được lan man thêm một chút, đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao tớ, bạn và tất cả chúng ta đang sinh sống trên bề mặt trái đất, tức là hoàn toàn nằm trong giới hạn Rose, mà lại không bị xé toạc bởi lực thủy triều của trái đất tác động lên cơ thể? Bởi rõ ràng là trên lý thuyết thì lực hấp dẫn của trái đất tác động tới phần chân của chúng ta gần trái đất hơn, nó phải lớn hơn so với lực hấp dẫn tác động lên phần đầu nằm xa trái đất hơn, và rõ ràng là sẽ phải tạo ra một sự chênh lệch lực hấp dẫn nhất định, đúng không? Câu trả lời, nếu như bạn đang tò mò, thì nó như thế này. Dẫu đúng là lực hấp dẫn có tham gia vào việc giữ cho cơ thể bạn thành một khối thống nhất, thế nhưng sự tham gia của lực hấp dẫn là vô cùng không đáng kể khi đặt cạnh các liên kết hóa học, chemical bonds, chất kiểu gắn kết các tế bào trong cơ thể, cũng như gắn kết vạn vật trong đời sống hàng ngày ở cấp độ nguyên tử. Điều này có nghĩa là sự chênh lệch về lực hấp dẫn tạo ra bởi trái đất mới đề cập bên trên là quá nhỏ để có thể xé toạc cơ thể bạn. Thế nhưng, nếu như bạn đến gần những vật thể sở hữu trường hấp dẫn siêu kinh khủng khiếp đảm tầm lớp như một ngôi sao neutron hay một hố đen, lực thủy triều khi này sẽ là đủ để kéo giãn và xé nhỏ cơ thể bạn thành một dòng các nguyên tử, một hiện tượng với tên gọi là hiệu ứng mì ý, spaghettification, hay hiệu ứng sợi mì, noodle effect, mà VFX đã từng trình bày trong một vài video trước đây. Tóm cái máy lại, trong cuộc sống và ngay cả trong vũ trụ luôn tồn tại những giới hạn mà vượt qua nó chưa bao giờ là một ý kiến hay. Máy bay muốn bay được phải có động cơ, tàu vũ trụ muốn bay được cũng phải có động cơ. Thế nhưng, máy bay bay được là do động cơ máy bay phụt những luồng khí nóng bỏng vào không khí, tạo ra một lực đẩy, đẩy vào bầu không khí xung quanh, từ đó tạo ra phản lực để đẩy máy bay di chuyển theo hướng ngược lại. Nói vậy thì những con tàu vũ trụ phải không thể di chuyển trong không gian vũ trụ mới đúng chứ? Bởi ai cũng biết trong không gian vũ trụ làm gì có không khí mà đẩy, đúng không? Không, ai bảo bạn thế đấy? Sở dĩ những con tàu vũ trụ có thể bay lượn trong những vùng không gian không có cái gì cả là bởi ngay từ đầu, động cơ phản lực không đẩy máy bay hay tàu vũ trụ đi theo cách mà bạn đang hình dung. Theo đó, dẫu đúng là một chiếc động cơ phản lực không khí thường thấy trên đa phần các mẫu máy bay hiện đại ngày nay chỉ có thể hoạt động trong các tầng thấp của khí quyển trái đất, tức là cần phải có không khí. Thế nhưng, chúng cần không khí để đốt cháy nhiên liệu, chứ không phải là để có một cái gì đó để đẩy vào. Hại não phết, nhỉ? Thế này nhá, về cơ bản, một chiếc động cơ phản lực không khí của máy bay hoạt động như sau. Đầu tiên, động cơ phản lực lấy không khí trong khí quyển rồi nén chúng lại. Hỗn hợp không khí nóng và đậm đặc sau khi nén được trộn với nhiên liệu và đốt cháy. Khi bị đốt cháy, hỗn hợp này giãn nở và phụt ra ngoài thông qua đít. À, ý tớ là thông qua ống thoát khí của động cơ phản lực, tạo ra lực đẩy và đẩy khí cụ bay về phía trước. Vấn đề nằm ở chỗ, khí cụ bay bay về phía trước không phải nhờ luồng khí nóng đẩy vào không khí, mà là nhờ nó đẩy vào chính chiếc động cơ phản lực theo định luật 3 về chuyển động của Newton. Trong mọi trường hợp, tức là cả trong khí quyển của trái đất lẫn trong trên không vũ trụ, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực có cùng giá trị, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Nói cho dễ hiểu thì động cơ phản lực phụt ra một lực mạnh như thế nào thì sẽ bị đẩy về hướng ngược lại bởi một lực mạnh y hệt như thế. Động cơ trên những con tàu vũ trụ về cơ bản cũng tuân theo nguyên tắc này. Chúng cũng đốt nhiên liệu, cũng phụt ra những luồng khí nóng bỏng để đẩy con tàu đi theo hướng ngược lại. Thế nhưng, khác với những chiếc máy bay sử dụng loại động cơ phụ thuộc vào không khí, nghĩa là không thể bay quá cao nơi không khí quá loãng và cũng không thể bay ra ngoài vũ trụ nơi không có không khí, những con tàu không gian vì thế được trang bị những chiếc động cơ đặc biệt được gọi là động cơ phản lực tên lửa hay động cơ tên lửa, hoàn toàn không phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Và để làm được điều đó, chúng buộc phải mang theo toàn bộ lượng oxy cần thiết cho toàn bộ quá trình đốt cháy nhiên liệu của mình. Đó là lý do khiến những chiếc động cơ tên lửa chuyên dùng để phóng tàu con thoi, tàu thăm dò hay chạm vũ trụ vào vũ trụ đều cực kỳ đồ sộ. Và đồ sộ ở đây, ý tớ là vô cùng cực kỳ rất chi là ối giời ơi nó là đồ sộ. Lấy ví dụ như Saturn V, con tên lửa kinh khủng khiếp đảm tầm lớp nổi da gà nhất từng được chế tạo bởi con người, cao tới 110,6 mét.
tức là còn cao hơn cả tượng nữ thần tự do ở New York, Mỹ hay tháp đồng hồ Elizabeth ở London, Anh Quốc. Đường kính lên tới 10,1 mét và nặng tới 2.970 tấn, tức là nặng gấp rưỡi một con tàu hộ vệ lớp Jeppard đầy tải, hay bằng với khối lượng của khoảng 594 con voi bưởi cỏ cho phi trưởng thành. Điều đáng nói là trong tổng số 2.970 tấn khối lượng cấu thành nên Saturn V, chỉ có chưa đầy 245 tấn là máy móc và thiết bị. Số còn lại, khoảng 2.725 tấn là nhiên liệu và oxy ở dạng lỏng. Tóm cái máy lại, tàu vũ trụ di chuyển được trong không gian là nhờ định luật 3 Newton, chứ không phải là nhờ vào không khí. Các bạn vừa xem xong video Vũ trụ 25, giới hạn Rose và định luật 3 Newton được thực hiện bởi VFX. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn thấy ấn tượng với sự thật nào nhất? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ qua bất cứ nội dung nào của VFX. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!